trống, rồi đàn tranh, đàn tre, rồi lại đàn sắt. Đây thì nó phối hợp lại nó thành ra một cái nhóm của nhạc chứ, để là phối hợp chung với nó nghe nó rõ hơn. Anh em mình cũng cố gắng học tập để mà cho cái phong trào của ngũ âm này nó tiến bộ lên, rồi để cho cô bác các anh chị gì người ta đi rước này kia nọ làm đám hoặc khi là có lễ lọc hiến cho rước lại rồi để bánh để phục vụ cho cô bác các anh chị người ta. Di tích của đánh điệu hát tài làng này thấy hay nhiều, năm rồi là đi không có, năm nay thấy vậy là hay.